Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc lễ hội chào đón năm mới 2014. Chia sẻ của khán giả Lê Kế Vương từ số điện thoại 0979, 3 số cuối là 907. Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, trang hoàng rực rỡ chào đón năm mới. Chia sẻ của khán giả Phước Thiện từ số điện thoại 0964, 3 số cuối là 478. Không chấp hành tín hiệu của đèn giao thông, xe ô tô va chạm với xe máy trên phố Thái Thịnh, Hà Nội. Phản ánh của một khán giả là thành viên diễn đàn autofun.net. Xe máy chở quá khổ như làm xiếc trên đường phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914, 3 số cuối là 904. Lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán. Phản ánh của khán giả Thảo Dương từ số điện thoại 0978, 3 số cuối là 264. Loạn giá trông giữ xe tại các bệnh viện ở Gia Lai, phản ánh của khán giả Phan Mạnh Phan từ số điện thoại 0974, 3 số cuối là 329. Học sinh các trường trung học phổ thông ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng hào hứng tranh tài tuyên truyền về biển đảo tại lễ hội Trạng Trình, chia sẻ của khán giả Duy Nghĩa, trú tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 30 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới 2014. Đây là dịp giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năng động với nhiều hoạt động văn hóa du lịch phong phú, đa dạng. Một số hình ảnh về lễ hội đặc biệt này đã được khán giả Lê Kế Vương từ số điện thoại 0979, 3 số cuối là 907 ghi lại và gửi về cho chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhằm nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2013, cũng như tạo điều kiện cho nhân dân vui chơi, giải trí vào dịp Tết Dương lịch 2014, chương trình Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới 2014 đã được tổ chức tại công viên 23 tháng 9 từ ngày 27 tháng 12 năm 2013 đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2014. Đặc biệt, buổi lễ khai mạc vào tối ngày 30 tháng 12 vừa qua đã có nhiều chương trình văn nghệ, ca nhạc thu hút rất đông người dân đến tham dự. Thông qua các hoạt động triển lãm, vui chơi giải trí, nghệ thuật ẩm thực, lễ hội còn là dịp giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năng động, nhiều hoạt động văn hóa du lịch phong phú đa dạng, đang chủ động hội nhập vào nền kinh tế quốc tế. Đặc biệt, điểm nhấn của lễ hội là chương trình tổng kết và trao giải liên hoan đơn ca tài tử Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013, giải Hoa Sen Vàng. Thưa quý vị, cứ vào dịp cuối năm là hàng loạt các chương trình lễ hội lại được diễn ra khắp nơi trên cả nước nhằm chia tay năm cũ, chào đón năm mới. Theo chia sẻ của khán giả Lê Kế Vương, thì lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới là hoạt động thường niên do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của đông đảo nhân dân thành phố. Ngoài các chương trình văn hóa nghệ thuật quần chúng, người dân nơi đây còn rất hào hứng chờ đợi lễ hội đếm ngược được tổ chức vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Nếu mọi năm lễ hội đếm ngược lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ở trục đường Nguyễn Huệ, thì năm nay lễ hội này sẽ được diễn ra vào tối ngày 31 tháng 12 tại khu vực Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng, quận 7.
Ngoài ra, ở trung tâm các khu vực quận, huyện, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều có những chương trình ca nhạc và hoạt động đếm ngược chào năm 2014. Thưa quý vị, cận kề năm mới 2014, khắp tuyến đường trung tâm thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã thắp sáng lung linh chào mừng một năm nữa lại về. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của khán giả Phước Thiện từ số điện thoại 0964 3 số cuối là 478 đã gửi về cho chương trình. Trong không khí rộn ràng chào đón năm mới 2014, thành phố biển Nha Trang đã được trang hoàng rực rỡ với muôn vàn đèn hoa trên khắp các con đường. Tại khu vực ngã 6 nhà thờ núi, Quang Trung, Lê Thánh Tôn, Mã Vòng, những quả cầu được thắp sáng với hàng chữ thành phố Nha Trang thân thiện, văn minh đã gây ấn tượng với nhiều du khách. Hình ảnh chim én, ngôi sao, bông tuyết được thắp sáng hàng dài trên những tuyến đường Lê Thánh Tôn, Thái Nguyên, Yết Xanh, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú kéo dài hàng km. Như mọi năm, những tuyến đường lớn đều được trang hoàng rầm rộ nhất với những bông hoa mai tượng trưng cho ngày Tết phương Nam. Các đèn đường của thành phố Nha Trang nay đều được trang trí bằng 100% đèn LED hiện đại, bọc nhựa để đảm bảo an toàn. Cầu Trần Phú cũng rực rỡ bởi những ánh đèn được trang trí trên hàng cây ven đường. Có lẽ hiếm khi nào thành phố biển Nha Trang lại rực rỡ, lộng lẫy như thời khắc đón chào năm mới này. Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang những phản ánh về giao thông. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 30 tháng 12 vừa qua, tại ngã tư giao cắt giữa đường Thái Thịnh và đường Thái Hà Mới thuộc quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô. Vụ tai nạn đã khiến cho hai người trên xe máy bị thương nhẹ. Tuy nhiên, điều đáng nói là đây không phải là vụ va chạm giao thông đầu tiên xảy ra tại địa điểm này. Do không có sự quản lý, giám sát của lực lượng chức năng, người dân tại đây thường xuyên không chấp hành tín hiệu của đèn giao thông, dẫn đến những va chạm không đáng có. Sau đây mời quý vị cùng đến với clip phản ánh của một khán giả là thành viên của diễn đàn autofan.net. Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 30 tháng 12 tại ngã tư giao cắt giữa đường Thái Hà Mới và phố Thái Thịnh, Hà Nội. Tuy tín hiệu đèn giao thông mới chuẩn bị chuyển sang màu vàng, nhưng tài xế taxi đã vội vàng rẽ trái, thiếu quan sát và đã đâm vào chiếc xe máy đang lưu thông đến ngã tư đường. Rất may, vụ va chạm chỉ khiến hai nạn nhân trên xe máy bị thương nhẹ. Theo phản ánh của khán giả này thì tuy ngã tư giao cắt giữa đường Thái Hà Mới và phố Thái Thịnh, Hà Nội không quá lớn nhưng lại thường xuyên có những va chạm xảy ra. Nguyên nhân một phần là do đường có nhiều ngã rẽ, không có sự giám sát của lực lượng cảnh sát giao thông, tín hiệu đèn giao thông lại khá lâu, từ 60 đến 90 giây một lượt. Vì vậy, nhiều người dân thiếu ý thức thường xuyên vượt đèn đỏ tại giao lộ này. Bên cạnh đó, mặc dù giữa ngã tư đường cũng đã có bùng binh để điều chỉnh hướng cho các phương tiện tham gia giao thông, tuy nhiên các phương tiện rẽ trái thường không đi theo hướng quy định qua bùng binh mà luôn rẽ, khiến cho luồng giao thông bị xung đột và dễ gây va chạm. Vào sáng ngày 31 tháng 12, khi đang lưu thông trên đường, khán giả Vũ Văn Hội ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chủ nhân của số điện thoại 0914 3 số cuối là 904, đã rất bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng một chiếc xe máy chở hàng siêu công kênh như làm xiếc trên đường. Anh Hội đã ghi lại một vài hình ảnh về chiếc xe máy này và gửi phản ánh cùng chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Những hình ảnh được ghi lại vào sáng ngày 31 tháng 12 trên đường phố Nha Trang, Khánh Hòa.
một người đàn ông đi xe máy chở theo sau cả một đống đồ cao ngất ngưởng. Những miếng xốp được xếp chồng chất lên nhau rồi bó lại thành một vòng tròn khổng lồ như thế này. Có vẻ như cách buộc này nhằm mục đích để chiếc xe có thể chở được nhiều hàng hơn. Mặc dù người điều khiển chỉ lái xe bằng một tay còn lại nắm chắc dây buộc, nhưng đống hàng chở phía sau xe vẫn không khỏi lắc lư liên hồi, nhất là khi xe đi vào chỗ sóc. Chiếc xe máy này trông không khác gì như đang làm xiếc ở trên đường. Phản ánh cùng chương trình, khán giả Vũ Văn Hội cho biết, không chỉ chở hàng công kênh, chiếc xe máy trên còn phóng khá nhanh trên các con đường của thành phố Nha Trang, mà theo anh Hội thấy thì các con đường này có ít thấy bóng dáng của cảnh sát giao thông. Có lẽ đây cũng là một trong các lý do khiến người điều khiển xe máy dám liều lĩnh như vậy. Khán giả Vũ Văn Hội còn nhận thấy, tuy hàng chở là những miếng xốp có trọng lượng nhẹ nhưng với số lượng lên tới hàng trăm cái thì diện tích của nó trở nên quá khổ so với chiếc xe. Theo quan sát của anh Hội, đống hàng hóa trên như chiếm gần hết phần nửa của mặt đường, khiến xe cộ đang lưu thông gặp khó khăn khi phải né tránh hoặc vượt lên trước, tầm nhìn cũng bị che khuất. Việc chiếc xe chở hàng công kênh khi tham gia giao thông như trên còn khiến cho xe hai bánh chạy cùng chiều buộc phải đi vào làn đường ô tô, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn. Khán giả Vũ Văn Hội còn cho biết thêm, hình ảnh chiếc xe máy làm xiếc trên đường như trong đoạn clip còn khiến cho nhiều du khách nước ngoài khi trông thấy cũng đã vội lấy máy ảnh chụp lại. Chứng kiến cảnh tượng này, anh Hội cảm thấy rất xấu hổ. Theo phản ánh của anh Hội, tình trạng trên chiếc xe chở quá tải như trên không phải hiếm gặp tại thành phố Nha Trang mà vẫn thường xảy ra vào các giờ sáng hoặc chiều tối, giờ mà vắng bóng cảnh sát giao thông trên đường. Gửi clip tới chương trình, khán giả Vũ Văn Hội rất mong lực lượng chức năng thành phố nên tuần tra kiểm soát thường xuyên để xử phạt các trường hợp vi phạm nhằm giữ được hình ảnh đẹp về an toàn giao thông trên thành phố. Nhiều năm nay, trên tuyến phố Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội thường xuyên diễn ra tình trạng hàng rong lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, khiến cho việc đi bộ của người dân và các em học sinh khi tan học gặp rất nhiều khó khăn. Đây là phản ánh của khán giả Thảo Dương từ số điện thoại 0978 3 số cuối là 264. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hình ảnh được ghi lại trên phố Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Suốt dọc con phố, đâu đâu cũng thấy những hàng quán lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán. Các sạp hàng ngang nhiên bày hàng hóa ra khắp vỉa hè. Có những quán còn căng bạt, che ô, khiến phần đường đi bộ của người dân bị thu hẹp đáng kể. Khán giả Thảo Dương cho biết, các hàng quán lấn chiếm vỉa hè phố Yên Viên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội chủ yếu bán hoa quả tươi và hoa quả. Ngày nào cũng vậy, các quầy hàng này ngang nhiên lấn chiếm hết cả vỉa hè, làm cho người dân và học sinh đi tan học phải đi bộ dưới lòng đường, gây mất an toàn giao thông. Đáng nói ở chỗ, cách đó không xa là trụ sở công an thị trấn, nhưng không hiểu vì sao các chủ kinh doanh lấn chiếm vẫn vô tư bày hàng ra bán. Khán giả Thảo Dương cũng cho biết thêm, thỉnh thoảng khi có đoàn thanh tra của công an huyện Gia Lâm đi qua thì các hàng quán hoa, quả này lại nhanh chóng dọn dẹp vào trong nhà. Song khi các cơ quan chức năng vừa ra khỏi là họ lại bày ra như cũ. Qua chương trình, khán giả Thảo Dương mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý mạnh tay để dẹp bỏ các hàng quán vi phạm trên, trả lại vỉa hè cho người dân và các em học sinh khi tan học có thể đi lại an toàn hơn. Khán giả Phan Mạnh Phan từ số điện thoại 0974 3 số cuối là 329 cho biết, hiện nay mức giá trông giữ xe máy theo ngày là 3.000 đồng một xe, qua đêm là 5.000 đồng một xe là khá hợp lý tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo anh Phan, khi mức giá này được áp dụng tại một số bệnh viện ở tỉnh Gia Lai thì khá cao, bởi tại đây còn nhiều người nghèo, dân tộc thiểu số khó khăn cùng sinh sống. Bãi trông giữ xe tại Bệnh viện Quân y 211, tỉnh Gia Lai luôn trong tình trạng đông kín xe.
Dù không có bảng niêm yết giá, nhưng từ lâu, không ít bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải trả phí trông giữ xe là 3.000 đồng một lượt và 5.000 đồng cho một xe gửi qua đêm. Tại thời điểm khán giả Phan Mạnh Phan quay clip, cả bãi giữ xe của bệnh viện chỉ có duy nhất một người làm nhiệm vụ vừa ghi vé, vừa trông xe. Tuy nhiên, đó lại là một bà lão đã gần 70 tuổi. Theo phản ánh của khán giả Phan Mạnh Phan thì dù không có bảng niêm yết, nhưng những nhân viên tại bãi trông giữ xe tại Bệnh viện Quân y 211 đều thu 3.000 đồng một lượt với xe gửi ban ngày, còn nếu qua đêm là 5.000 đồng. Tuy giá vé trông giữ xe là khá cao, nhưng nhân viên trông xe ở đây lại quá ít, trong khi số lượng xe gửi luôn rất đông. Như thời điểm anh Phan quay clip trên, cả bãi giữ xe chỉ có duy nhất một bà lão khoảng 70 tuổi vừa làm nhiệm vụ trông giữ xe, vừa thu vé, trả xe. Điều này khiến anh thắc mắc, vậy liệu rằng việc giữ xe tại đây có an toàn khi khách ra vào không ngớt? Gửi clip phản ánh tới chương trình, khán giả Mạnh Phan kiến nghị Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 211 cần điều chỉnh mức giá trông giữ xe tại đây cho hợp lý với đời sống kinh tế của người dân địa phương. Bên cạnh đó cũng cần có bảng niêm yết giá tại bãi trông giữ xe, tăng cường thêm một số lượng nhân viên làm việc tại đây để đảm bảo an toàn cho các phương tiện được gửi trong bãi gửi xe của bệnh viện. Khán giả Duy Nghĩa trú tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng gửi clip chia sẻ tới chương trình về cuộc thi Khi tôi 18 với chủ đề Biển đảo trong trái tim tôi do huyện Đoàn Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng tổ chức vào chiều ngày 30 tháng 12 vừa qua đã thu hút được rất nhiều người tham gia. Đặc biệt chương trình đã tổ chức ngay tại trong lễ hội kỷ niệm 428 năm ngày mất của doanh nhân văn hóa Trạng Trình, Nguyễn Bình Khiêm. Sau đây mời quý vị cùng đến với một vài hình ảnh về sự kiện này do khán giả Duy Nghĩa đã ghi lại và gửi tới cho chương trình. Tại cuộc thi Khi tôi 18, 30 học sinh của trường Trung học phổ thông trong huyện Vĩnh Bảo là Nguyễn Bình Khiêm, Cộng Hiền, Tô Hiệu, Nguyễn Khuyến, Trung tâm Giáo dục Từ Xa đã cùng tranh tài qua các phần thi như Hành trình về biển đảo, Thám hiểm đại dương. Mười câu hỏi xoay quanh về biển đảo được ban tổ chức đưa ra cho các thí sinh mô phỏng theo cuộc thi Dùng chuông vàng đã cung cấp tới người xem nhiều thông tin thiết thực. Trong phần thi Biển đảo trong trái tim tôi, tuy mỗi đội có một cách thể hiện khác nhau nhưng đã mang đến cho mọi người nhiều thông điệp ý nghĩa. Chia sẻ cùng chương trình, khán giả Duy Nghĩa cho biết, bạn đã rất ấn tượng với tiết mục văn nghệ của các đội trong phần thi Biển đảo trong trái tim tôi, như đội trường Trung học phổ thông Vĩnh Bảo mang đến thông điệp sẵn sàng hành động vì biển đảo quê hương qua tiết mục múa nơi đảo xa. Trong khi đó, hàng trăm khán giả đã cổ vũ nhiệt tình, đánh giá cao ý tưởng tuyên truyền biển đảo khá thú vị của học sinh đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến thông qua một tiểu phẩm, nhóm học sinh vẽ bản đồ Việt Nam nhưng bị thiếu hai quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Một bạn là con trai của người lính đang công tác tại đảo Trường Sa đã tranh luận gay gắt với năm học sinh còn lại về việc cần phải vẽ thêm vào để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo này. Theo khán giả Duy Nghĩa, câu chuyện này của các bạn là rất có ý nghĩa, đã nhắc nhở mọi người cần quan tâm hơn nữa tới vấn đề chủ quyền của biển đảo. Cuộc thi đã kết thúc với giải nhất thuộc về đội trường Trung học phổ thông Cộng Hiền. Theo khán giả Duy Nghĩa được biết, chương trình Khi tôi 18 được tổ chức thường niên gần 10 năm qua là sân chơi bổ ích cho các bạn đoàn viên, học sinh trong toàn huyện. Với chủ đề gắn liền với biển đảo quê hương, chương trình được tổ chức nhằm mục đích giáo dục truyền thống yêu nước, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc. Khán giả Duy Nghĩa cũng hy vọng qua những chương trình thiết thực như thế này, các bạn trẻ sẽ có thể nâng cao nhận thức, cố gắng học tập để xây dựng đất nước giàu mạnh. Bởi theo khán giả Duy Nghĩa, đây cũng là một cách giúp bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Và
Vào tối ngày 30 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới 2014. Đây là hoạt động thường niên do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của đông đảo nhân dân thành phố. Ngoài ra, đây cũng là dịp giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năng động, nhiều hoạt động văn hóa du lịch phong phú đa dạng. Chia sẻ của khán giả Lê Kế Vương từ số điện thoại 0979, bát số cuối là 907. Cận kề năm mới 2014, khắp tuyến đường trung tâm thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã thắp sáng lung linh, chào mừng một năm mới lại về. Cả thành phố được trang hoàng rực rỡ với muôn màu đèn hoa trên khắp các con đường với nhiều chủ đề ý nghĩa khác nhau. Chia sẻ của khán giả Phước Thiện từ số điện thoại 0964, bát số cuối là 487. Vào tối ngày 30 tháng 12 vừa qua, tại ngã tư giao cắt giữa phố Thái Thịnh và đường Thái Hà Mới thuộc quận Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô. Đây không phải là vụ va chạm giao thông đầu tiên xảy ra tại địa điểm này. Do không có sự quản lý, giám sát của lực lượng chức năng, người dân tại đây thường xuyên không chấp hành tín hiệu của đèn giao thông, dẫn đến những va chạm không đáng có. Phản ánh của một khán giả là thành viên diễn đàn autofan.net. Xe máy chở quá khổ như làm xiếc trên đường phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Một người đàn ông đi xe máy chở theo sau cả một đống đồ cao ngất ngưởng. Những miếng xốp được xếp chồng chất lên nhau rồi bó lại thành một vòng tròn khổng lồ. Mặc dù người điều khiển chỉ lái xe bằng một tay còn lại nắm chắc dây buộc, nhưng đống hàng chở phía sau xe vẫn không khỏi lắc lư, nhất là khi xe đi vào chỗ sóc. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914, bát số cuối là 904. Nhiều năm nay, trên tuyến phố Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, thường xuyên diễn ra tình trạng các hàng rong lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, khiến cho việc đi bộ của người dân và các em học sinh khi tan học gặp rất nhiều khó khăn. Suốt dọc con phố, đâu đâu cũng thấy hàng quán lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán. Các sạp hàng ngang nhiên bày hàng hóa ra khắp cả vỉa hè, có những quán còn căng bạt, treo, khiến phần đường đi bộ của người dân bị thu hẹp đáng kể. Phản ánh của khán giả Thảo Dương từ số điện thoại 0978, bát số cuối là 264. Hiện nay, mức giá trông giữ xe máy theo ngày là 3.000 đồng một xe, qua đêm 5.000 đồng một xe là khá hợp lý tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mức giá này khi áp dụng tại một số bệnh viện ở tỉnh Gia Lai thì lại là khá cao, bởi tại đây còn nhiều người nghèo, dân tộc thiểu số khó khăn sinh sống. Phản ánh của khán giả Phan Mạnh Phan từ số điện thoại 0974, bát số cuối là 329. Cuộc thi Khi tôi 18 với chủ đề Biển đảo trong trái tim tôi do huyện đoàn Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng tổ chức vào chiều 30 tháng 12 vừa qua đã thu hút được rất nhiều người tham gia. Tại đây, các bạn trẻ đã cùng tranh tài qua các phần thi như hành trình về biển đảo, thám hiểm đại dương, biển đảo trong trái tim tôi. Tuy mỗi đội có một cách thể hiện khác nhau nhưng đã mang đến cho mọi người nhiều thông điệp ý nghĩa. Chia sẻ của khán giả Duy Nghĩa, trú tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC 14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay mail đến địa chỉ góc nhìn khán giả a@vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi hình ảnh clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.